ai cũng có quyền yêu và được yêu. Với tiêu chí đó, phiên bản mới của Lovehouse đã ra đời với tên gọi Boys Love. Vẫn là câu chuyện đi tìm tình yêu, nhưng là của 8 chàng trai, những người đã dũng cảm, bước ra ánh sáng và sống đúng với con người thật của mình. Không phải là những hình ảnh lung linh của những thước phim ngôn tình. Lần đầu tiên, một chương trình đi tìm tình yêu thông qua những gì chân thật nhất, con người nhất, những mặt tốt và cả mặt xấu của 8 chàng trai sẽ được bộc lộ qua 7 ngày chung sống. Họ sẽ có những phút giây cùng vui, cùng buồn. Và qua khoảng thời gian ý nghĩa đó, liệu họ có tìm được một nửa yêu thương của mình? Mời các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn ứng dụng Netlove đã đồng hành cùng chương trình. Huỳnh Trương Phi, 28 tuổi, người mẫu, diễn viên. Lê Cao Nhật Duy, 22 tuổi, kinh doanh online. Lưu Trọng Khanh, 32 tuổi, quản lý shop hoa. Nguyễn Duy Anh, 26 tuổi, chuyên viên tư vấn bảo hiểm. Nguyễn Thanh Sơn, Linh Anh, 30 tuổi, biên đạo múa, thành viên gánh hát lô tô Hương Nam. Trần Thanh Trọng, 27 tuổi, chuyên viên hoạch định tài chính. Phan Minh Hùng, Mạnh Hùng, 22 tuổi, diễn viên. Võ Hồng Phúc, 33 tuổi, chủ tiệm salon tóc. Thật bất ngờ khi trong ngày gặp gỡ đầu tiên, Trương Phi nhận ra 3 trong số các thành viên của Boys Love là người quen trước đó của mình. Và Nhật Duy, với vẻ ngoài dịu dàng, đáng yêu, đã gây được sự chú ý tới cả Trương Phi và Trọng Khanh. Còn cặp đôi Duy Anh và Thanh Trọng, họ cùng có cho nhau sự ấn tượng ban đầu. Với Mạnh Hùng đã bị thu hút bởi sự già đời trong con người của Hồng Phúc. Và Thanh Sơn cũng nhanh chóng tìm được người mà mình ấn tượng nhất, đó là Trương Phi. Có thể thấy dù chỉ là mới quen biết, thế nhưng các thành viên đã thể hiện rất nhiều tình cảm dành cho nhau và hành trình kết nối trái tim chỉ mới bắt đầu. Những câu chuyện tình yêu thú vị vẫn đang ở phía trước, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Cái nắm tay làm trái tim xao xuyến. Bạn làm hết hồn nha. Ủa, anh đang nhắc người ta từ bất ngờ lại sang bất ngờ khác. Là bây giờ là anh thích một mẫu người yêu như thế nào á? Kiểu là cặp đôi bí ẩn á, nghi là Duy. Cái profile của Duy quá đặc biệt để mà vào cái chương trình này. Ông Sơn nắm tay qua đường đồ ha. Ôi dữ vậy. Cùng team bông cúc cho nên em không thể nào ra thử thách được cái việc ác này anh làm nha. Duy Anh có nói một câu là thích ngực tấn công mong phòng thủ á, là lúc đó Trọng đang đứng ở đó là, nhưng mà thật sự là ý gì vậy? Vậy là 8 thành viên Boys Love đã lộ diện và giờ đây chuyến xe hồng đưa họ tới ngôi nhà chung. Cuộc sống sắp tới, tất cả sẽ hòa nhập và kết nối như thế nào? Cẩn thận nha. Đâu vậy? Trong. Có cái bảng rồi. Bước vào cánh cửa màu xanh, có thể thấy tất cả mọi thứ như được nhấn bằng sắc xanh dịu nhẹ của mây trời. Liệu các nhà hoa cúc có thích điều này? Wow, dễ thương. Hay mình vô cái phòng này cho nó nhìn nó đàn ông tí nha. Phòng này phòng trên màu hồng. Phòng trên màu hồng à. Hóa ra, các thành viên nhà hoa cúc đang ngắm tới căn phòng tầng trên của nhà dâm bục với hy vọng rằng đằng sau cánh cửa sẽ tràn ngập sắc hồng. Thế nhưng... Lên phòng trên coi không? Lên coi. Trên là trên nè. Ủa, mai lên trên này hả? Đó đây rộng hơn nè, đó đây rộng hơn nè. Ở đây rộng hơn kìa. Rồi lấy phòng này, lấy phòng này chốt đơn. Ok vậy. Cảm ơn anh nha, anh dễ thương quá hát. Cái miệng anh quá trời. Vâng, và đội hoa cúc đã quyết định ở phòng này. Di chuyển vào đi mọi người. Nhưng mà thật sự cái phòng này không có mát như phòng với mình. Không, cái vấn đề quan trọng nó rộng là được rồi. Rồi tới thăm nhà xong chưa? Chưa, còn chưa gì đuổi con bé này kỳ. Nhà luôn mày qua sớm quá. Trả chỗ cho người ta đi về. Đừng có vương vấn là biết tụi em dễ vương vấn. Tí xíu gặp lại nha. Bye bye nha. Trời ơi. Quá trời. Ủa nãy mọi người xuống dưới chưa? Rồi. Xuống rồi. Có gì vui không? Vui. Sao nhỉ? Vui quá trời vui luôn. Cái phòng nó quá bự luôn. Mình đi hơi hố không? Nói ra mình chọn dưới nó sẽ rộng hơn. Thôi phòng này cũng được mà. Thôi em thấy cái phòng này ok. Không mà mình nhường phụ nữ đi nha. Ủa nhưng mà em thấy mình được. Ủa tại sao anh lại kêu người ta là phụ nữ? Phải yếu. Không. Em thấy cái tim đó không có số một người, có số người yếu. Thấy họ yếu vậy nhưng mà họ rất là mạnh nha. Linh Anh ở trong đoàn ô tô á. Linh Anh khi đoàn này không có anh. Thấy gì chứ, không có yếu đâu. Mình đang suy nghĩ về cái cách khác, đừng có nghĩ về cái kiểu mà mạnh mẽ ấy được không? Nó là gì em thấy được. Suy nghĩ anh nó... Mình đều có lý do để mình nhường người ta đi. Nhưng mà anh mà nói với mấy bạn đó, mấy bạn cảm giác là mấy bạn hơi bị tổn thương.
tại vì mấy bạn nó nói mấy bạn nó không yếu nha. Tùy người, giống như Linh Anh đâu có tổn thương đâu. Linh Anh rất là thích. Mà kêu đi Linh Anh là rất là Linh Anh sổ mặt nha. Vì, tại vì bản năng của Linh Anh là gì? Vui với gái thẳng. Gái thẳng thôi kìa. Dễ thiệt. Nhưng mà theo anh nghĩ vậy nè, Phúc có quan điểm giống như Phi vậy đó. Top với bot nó không quan trọng nữa. Với một con người mà nó từng trải. Bây giờ giống như thiên về cảm xúc nhiều hơn. Anh đặt nặng một cái vấn đề gì đó á, làm cho mình nghĩ đó mình cứ nghe công ty mình là ok. Không, giống như mình gì nè, giống như mình thương. Quan trọng là nằm chung. Quan trọng là nằm chung. Chết nữa. Ngày hôm nay ngôi nhà chung sẽ có một món quà đặc biệt dành cho nhóm Hoa Cúc. Bên trong sẽ là gì? Thử thách. Để nhận nha. Các thành viên đội Hoa Cúc sẽ có một đặc quyền hẹn hò với một người bạn mong muốn của đội Hoa Dâm Bụt. Hãy ghi tên mình và tên người bạn muốn hẹn vào lá thăm kính. Và tổ chức sẽ sắp xếp theo yêu cầu của bạn. Yêu cầu những bí mật tuyệt đối. Vậy là các thành viên nhà Hoa Cúc đã được tạo điều kiện để tiếp xúc nhiều hơn với người mà mình muốn hẹn hò. Liệu trong tâm trí họ đang nghĩ tới ai? Và để chào đón các thành viên Boys Love lần này, ngôi nhà chung đã chuẩn bị một bữa ăn gia đình vô cùng thịnh soạn và ngon miệng. Từ đây, các thành viên sẽ bắt đầu để ý nhiều hơn về cặp đôi bí ẩn. Nhìn đi nhìn lại, nhìn mặt của anh Phúc với lại Mạnh Hùng cũng có số phu thê lắm. Trời ơi. Nhưng mà sao chậm cứ nói Phúc với anh Phúc. Mặt này với mặt này rất là cái nét phu thê nha, hai người tròn tròn á. Đây mới là cái phu thê nè. Hùng đang ngụy trang đó, Hùng là top đó. Em đã giấu, em đã nói là giấu rồi mà. Bí ẩn. Về cái suy đoán ai là cặp đôi bí ẩn á, thì ngay từ đầu luôn, thì khi mà biết cái profile của tất cả mọi người thì em nghi là Duy. Cái profile của Duy quá đặc biệt để mà vào cái chương trình này. Cái thứ hai, trong buổi ăn cơm trưa thì em lại bắt gặp ánh mắt của Trọng dành cho anh Phúc khá nhiều so với tất cả những người còn lại. Ăn đi Trọng, sao nhìn Phúc vậy? Muốn ăn cái món gì bên anh mà phải nhìn anh. Ăn anh. Ôi ai? Ôi tôi sẽ ăn đồng loại không vậy? Hả? Không, anh nói giờ mình đọc tư tưởng là em chứ mà. Rất là hay. Không có đâu, nghe nhiều khi đâu câu nói đó nó, anh đọc tư tưởng giùm chứ thật sự anh đang nói cho anh rồi. Tao nói mai gu. Rồi, thí sinh 242 nói chuyện nhiều lên em. Ăn quá. Quá ăn luôn. Bây giờ là nói đi em ăn mình nha. Cái người được mệnh danh là đôi đuổi vàng là không biết như thế nào, thời gian dài như thế nào. Nhưng mà bây giờ thời gian đầu là thấy cái đôi đuổi vàng là ca sĩ Lâm Hùng là thấy đứng đầu rồi đó. Tiếp theo là nam danh ca Ngọc Sơn được mệnh danh là ủa ta đã đủ rồi, vừa nghe con chị vừa nghe con em đó là con chị nghiêm miệng nói nghe nè, loại loại mà cái cục đó là gà bên dĩa đó là nó quất hai cục rồi đó. Xa nha, cái này là do bên này để qua nha. Sơn ơi, có để ý là nãy khi mà anh Phi á ngồi chung với Sơn á, anh Phi không nói chuyện luôn trên xe. Thì bây giờ anh Phi mà được ngồi chung với lại Duy nói líu lo. Anh với Sơn nãy đi chơi, anh với Sơn đi riêng là hai tụi anh nói nhưng gì? Mà em cảm giác trên xe là anh ngồi dưới lại Sơn á. Tôi cũng thấy là khi mà người ta gặp được Rush người ta hay thể hiện đó. Đúng rồi. Rush. Rồi ghê với cái chữ Rush nhấn vậy. Rush. Mấy đứa mà phát ra tiếng Anh đó, tiếng Anh như gió kiểu mà Rush. Rồi đó. Là những người xung quanh hay bị dính nước miếng luôn. Thôi anh đừng đánh chống lại. Đúng rồi đó. Mình hơi bị thẳng tánh thì mình để ý hay là mình nói thẳng, mình để ý bằng Duy. Tại vì mình cũng biết bằng Duy từ trước. Đó, mình nên nói là khi mà hồi sáng gặp thì cũng hơi bất ngờ. Không nghĩ là bạn Duy sẽ tham gia chương trình này. Và để ý bạn Duy từ sáng giờ cũng nhiều. Lão quên hỏi em ăn mực không, anh lấy mực. Em ăn mực. Đây anh lấy. Thôi được rồi, em tự lấy được rồi. Trời ơi, chặt quá. Anh Khanh mặc xéo sắc kìa mà. Trời ơi. Người ta nói gì thì anh vẫn gấp. Nói chung mình chị em mà. Mình chị em mà. Ừ. Gì? Mình chị em. Ủa, anh em lộn. À thì thực ra là trong bàn này có một cặp thanh xà bách tha nữa. Không phải riêng chị em mình. Ủa anh đừng có trà trộn với anh đó. Cặp đôi bí ẩn đúng không? Ủa hoang mang Thanh quá. Chết, tội nghiệp tao với Duy lắm nha. Tội nghiệp tao với anh lắm nha. Trời ơi, tao hay lộn Duy quá à. Nãy giờ tôi để ý lắm rồi đó. Anh để ý lắm rồi đó. Em cũng hơi để ý anh lắm rồi đó. Em hơi hoang mang á. Ăn cho em xin miếng bò đi anh. Cảm ơn anh. Thấy anh nhẹ nhàng. Khanh nói nghe sợ quá. Mỗi lần Khanh nói nghe sợ quá. Thấy anh nhẹ nhàng.
Ừ. Nhõng nhẽo cái chất xỉu. Không, anh nói chuyện rồi nhẹ nhàng thôi mà. Baby cute. Ừ. Anh phóng hoa mà không rồi trời ơi đã trận rồi. Thử không, thử không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mọi người làm cho mình á xóa tan đi cảm giác ngay lúc đầu mình suy nghĩ là mình bước vào đây á, mình sẽ phải mất hơi nhiều thời gian. Thay vì ngày hôm nay mình chỉ cần mất một cái khoảng thời gian rất là ngắn thì mình đã làm quen được tất cả mọi người và mình chia sẻ được nhiều hơn. Đặc biệt nhất là anh Khanh ảnh vui vẻ, ảnh hòa đồng hơn là mình nghĩ. Chập từ cái mồi xuống là tưởng nó người phụ nữ chung thủy, trước sau như một. Không nha, trước sau như một là buổi sáng nha, còn buổi tối là không có đâu. Buổi tối là chợ nổi nha, chợ sáng nổi trước nha. Chứ tối mai chắc phải có, tại đón chị Lưu Bích Hữu. Thôi tối mai không ở đây hả? Không cho em xin. Thôi mà. Thôi mà. Thôi. Trời ơi. Hết hồn nha. Bật làm hết hồn nha. Anh đang dắt người ta từ bất ngờ lại sang bất ngờ khác. Thật ra thì thanh xà, bạch xà có thể nhận thêm con hắc xà nữa anh yên. Có vẻ sự ngại ngùng từ lần gặp gỡ đầu tiên của các thành viên Boys Love đã được xóa tan bằng những tiếng cười sảng khoái và vui vẻ. Kết thúc bữa ăn, Duy Anh chia tay cả nhà để đi làm. Các thành viên còn lại thì chia nhóm để chuẩn bị cho các hoạt động buổi tối. Khanh và Trọng dọn dẹp khu vực nhà bếp, Phúc và Linh Anh thì bố trí không gian tiệc nướng trên tầng thượng. Còn bộ ba là Phi, Hùng và Duy sẽ đảm nhiệm việc đi chợ. Hồi giờ có bao giờ nấu ăn chưa Hùng? Rồi nấu hoài. Anh Phi là chắc nấu ăn nhiều rồi, đúng không? Nó nhìn là biết luôn thấy không? Hay quá ha. Ủa chứ người yêu anh thì hồi xưa nếu mà anh có người yêu nha, anh muốn người yêu anh là ở nhà nấu cơm hay là đi làm? Anh. Hay là em đang hỏi ai? Hỏi anh, nói anh á, chứ tụi em là làm gì muốn gì được. Đó người yêu anh là vừa đi làm mà vừa ở nhà luôn. Ôi vậy chung người yêu giống tiện tì quá. Không, quan trọng là anh muốn kìa, anh muốn làm sao chứ. Ừ, một cái thôi. Một cái thôi, cái tôi anh đâu, cái tôi anh phải cao lên. Ừ. Không, hồi đó là cái tôi anh cao lắm nhưng mà giờ cái tôi anh nó thấp lắm. Em anh không thích cái tôi mình quá cao. Nên vậy. Tại vì cái tôi mình quá cao thì mình cũng giảm mỏi vậy. Là bây giờ là anh thích một mẫu người yêu như thế nào á? Ừ, là, ý em là vậy luôn. Là có kiểu là... Như em á, như em á. Hai em lận. Hai em lận. Chị Di á, chị Di á. Ừ, nói chuyện cái đứa ngủ. Anh Hùng ngủ đi em. Dựa vào vai của anh Phi ngủ kìa. Nóng bấm nhìn đầu rồi. Dựa ngược đây nè. Không có cái thế nó ngộ nó không chơi. Có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu. Gì? Gì cho mỏi cổ. Đứng chờ người ngược ra, đụng cái đầu vô người anh Phi là được rồi. Gu người yêu của Hùng là như thế nào Hùng? Em á hả? Biết điều là được. Biết điều là như thế nào mới gọi là biết điều? Lo toàn bộ cho mình hay sao? Không, cái đó là nuôi rồi, không có đẻ ra mà ai không rảnh mà nuôi mình đâu. Ờ, đó là khuyết tật. Ừ. Em biết điều ở đây là biết thế nào là đủ ấy, nhất là trong cách cư xử. Là thích những cái người dịu dàng, nhẹ nhàng đúng không? Lắng nghe đúng không? Ý là biết cái khúc nào cần cư xử như thế nào là cũng khó ha. Quen nhau là nhường nhịn này nọ thôi chứ không có ai hoàn hảo mà hiểu hết được quan đâu. Quan trọng là những cái không hoàn hảo của họ. Mình còn em thấy mày đã quen nhau mà không nhường nhịn ra được á thì nắm đầu lỗ nhau đi xong rồi làm quà. Đúng không Di? Chắc không, vậy, chắc không. Vậy. Đối với em, người yêu em xin mày tao một câu thôi. Không nghe, anh nói rồi. Anh cũng đặt rất là đặt nặng cái đề đó nha. Anh không thích xin từ mày tao trong cái chuyện tình cảm nha. Anh là đâu có em đúng là đâu. Em, là tôi là tôi. Có những mối quan hệ người ta thích như vậy để gần gũi hơn. Đó, tùy người, tùy người thích xưng mày tao vậy vui, nhìn họ là đúng rồi. Cái cách xưng hô nó không có quyết định gì hết trơn. Nếu mà nếu đặt là mình thì mình lại không thích cái gì đó. Chắc tại em dễ tổn thương, em mong manh. Ồ, em mong manh như... mà bây giờ nhìn. Em mong manh giống cái tên của em. Chứ anh thích để cho người tự do lắm anh. Đã đủ chín chắn rồi, mình không lẽ bây giờ cứ ràng buộc người ta suốt ngày ở giả tỷ quen nhau đi mà mình bắt buộc người ta ở bên mình suốt, không cho người ta làm cái này làm kia, người ta cũng có phần không gian riêng, có bạn bè nữa, mình đâu có phải mà bắt buộc người ta phải theo cái ý mình đâu. Nếu mà tính mình như vậy là cái đó mình gia trưởng rồi, đúng không? Vậy là anh muốn người yêu anh đi làm nhiều hơn, là nói nhà anh sẽ giam giang. Ừ. Hoặc là người yêu ở nhà buôn bán, thì lúc đó cũng ở gần mình. Buôn bán thì cũng có thể ra đường bán được. Nhưng mà đường bán live stream ở nhà ta an đúng toàn rồi. Hơn ra đường mất chồng mất vợ rồi sao? Đâu chứ live stream mình có thể vẫn mất được. Quan trọng là mình thôi nha, hồi giờ nha, theo tôi nghĩ nha, là yêu nhau á là tự mình trong lòng mình thôi, giờ cỡ nào cũng mất được hết trơn, nằm sát bên mà ngoại tình được. Thế em nghĩ nha. Hết xịn luôn. Chung thủy là một sự tự giác. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngoại tình là một sự tự do.
Ngoại tình là có sự đam mê. Ngoại tình là sự lựa chọn. Là tự do. Quan trọng là có chọn chọn ngoại tình hay không. Chứ không được mà. Với lại cho tình yêu á, người ta nói vậy nè, mình phải hâm nóng lại như kiểu lâu lâu cái hai đứa kiếm chuyện gây lộn với nhau một cái vậy đó. Ồ cái đó là chia tay luôn đó. Chia tay cái đó là mới nói gì phải chia tay. Cái đó là do mình thôi. Hâm nóng mình có thể đi du lịch này nọ, đừng hâm nóng với cãi nhau. Mình có thể hâm nóng bằng tình yêu thương mà, chứ đâu phải hâm nóng bằng dao búa kéo. Em thấy là em với anh Phi nói chuyện không hợp, em thấy không có match được với nhau. Hoặc cũng có thể là do mới nên chưa hiểu được. Và em có để ý thì anh Phi có vẻ thích Duy. Anh Phi nãy giờ hơi trầm. Quan tâm. Đã, chị em nói chuyện đi, anh biết nói gì vậy? Anh đang giữ kẻ. Giữ kẻ với bà. Biết đâu hồi nãy là cái đòn đánh lạc tâm hướng chương trình. Biết đâu bà và ổng là cặp đôi bí ẩn làm sao? Đúng không? Dạ. Không, cặp đôi bí ẩn là tôi với anh Sơn mà. Hai bà chơi ôm môi luôn. Tôi với anh Sơn. Cậu đâu biết ẩn lắm, không biết ai tụi anh tới quay boss luôn mà. Nhưng mà tự nhiên Khanh giống nhẹo nha. Tức cái tóc giống nhẹo đó kìa, như con gấu nha mà. Người ta không, mình không được nói vậy là thành nói xấu với ông đó, là gọi là baby cute, một cái phong cách của người ta so cute. Suga. Top so cute, baby bé bỏng. Người ta thích những cái tông baby đó, top má hồng nó sẽ baby một xíu. Nên thụ cũng có những là cường thụ nè, tiểu mỹ thụ. Những cái thụ nhiều thụ thì top mình sẽ có đại thụ. Đại thụ Sơn là một cây cổ thụ luôn. Mạnh Hùng thì bạn hơi quần áo quá. Thật sự là bạn hơi bị dư năng lượng. Còn bạn Duy thì nếu mà nói về khác biệt giữa lúc trước và hiện tại thì bạn Duy thay đổi rất nhiều nha. Ngày xưa Duy rất ít nói, Duy rất gọi là rất bị trầm tính. Bây giờ là Duy đã cởi mở hơn nhiều, chịu nói chuyện nè, chịu giỡn với mọi người nhiều hơn. Chứ ngày xưa là Duy hạn chế giỡn đó mọi người, và thậm chí là sẽ hạn chế nói luôn á. Bây giờ thì thấy Duy đã ok hơn nhiều, hơn xưa nhiều lắm luôn á. Thấy Duy như vậy chứ cũng hoạt ngôn, cũng nói chuyện được lắm, chứ không phải là không nói chuyện được đâu nha. Ở trong phòng anh em vui quá chừng. Trời, phòng anh chán. Sáng nói hoạt ngôn lắm mà giờ chiều bớt nói lại vậy. Ai? Anh chứ ai? Từ từ thôi, chưa đụng tới cái dây đờn của anh. Có quầy bar đây mà không có một cô bartender để mà đựng nước cho mình. Sao rồi, nửa ngày đây rồi để ý ai chưa? Hay để ý anh Phúc. Phúc nào? Phúc trong chung phòng với anh á. Wow. Sao vậy? Thấy cũng hợp đó. No. Trời. Trưa này ăn trưa rồi thấy hợp cả rồi. Hai thằng đàn ông sao còn được. Hai thằng đàn ông sao còn được. Ủa ở đây ai đàn bà anh? Em hiểu ý anh rồi. Em nói chơi thôi chứ em nhìn ánh mắt của anh là biết ai rồi. Ai? Em à? No. Duy. Không, tại vì Duy, cái cảm giác anh nhìn Duy đâu phải là do anh phải là mình thích hay là như thế nào. Bởi vì hai đứa đều có dạng như sống nội tâm, nhưng mà mỗi đứa một cái cách thể hiện khác nhau. Giống như nãy anh nói, anh thì anh lấy cái để nhân anh nói nhiều để anh che đi cái khoảng đó. Ừ. Còn Duy thì Duy thể hiện ra bên ngoài. Em nghĩ là nội tâm mà ai cũng có một cái khoảng nội tâm riêng hết. Không phải ai mà cứ vô tư đâu, tại lớn hết rồi. Khi mà mấy bạn trong phòng anh hỏi anh là anh ấn tượng ai, anh nói là bạn Duy, thì khi mấy bạn nói là như vậy như anh thích gì đó, nhưng mà chưa, thật sự chưa. Thật sự chưa. Nói tên gì mặt mắt anh sáng rực hả? Ủa chứ lại nói phải đượm buồn. Khó quá. Trong khi đợi nhóm đi chợ trở về thì ở nhà chung lúc này Phúc và Linh Anh cũng vừa hoàn thành xong các công việc được giao. Ủa mà anh biết ướp thịt không? Tại không, vì cái này anh không biết làm gì hết nha. Không, nữ công gia chánh không biết làm. Không, no. Anh khiêng được, anh khiêng được. Sự dùng dạ. Sức thôi. Không, có cái em thì ngược lại. Ok. Anh bù cho em được á. Thì bây giờ em mới ở bên cái phòng đó là đúng rồi. Anh bù cho em được á, em không có sức đâu. Quan trọng là mình có làm hay không thôi. Thì đó, bây giờ mình... Thí dụ mình đưa tay lên mình nói liếu, thì mình sẽ làm cái việc nó nhẹ nhưng mà nó nhiều hơn mấy cái bạn ông kinh nặng chút. Đúng không? Anh suy nghĩ như vậy. Thế thì ta hỏi đó đi. Trong đoạn được cưng lắm, không làm gì hết á. Xu cưng em lắm. Đừng có được cưng rồi bắt đầu cái lứng nha. Yên tâm đi, dễ. Không có sáng về không có lấn đâu, đâu không hề. Biết sao? Lỡ mà có một rèn người chứ, chứ người yêu mà nó không có làm được, mình vẫn làm vẫn được. Đúng chưa? Được. Nói chung là có nhu có cương. Đúng rồi. Anh sử dụng phần cương đem nhu cho. Anh nhu cho hả? Phúc thích cái tính của Linh Anh nào? Hoạt ngôn hay cái lời nói của họ nói ra, họ có một cái sự chín chắn, biết suy nghĩ trước khi nói. Nên mình nghĩ Linh Anh
hiểu được cái cảm xúc của mình lúc đó mình làm được. Giống như mình khi một cái bàn, bạn đó biết mệt nhưng mà nhiều lúc bạn đó khi không nổi, nhưng bạn đó chỉ cần nói là ok em thấy nó mệt quá hay là gì, mình cảm thấy là mình ok, mình khiêng hai ba cái vẫn được. Còn như những bạn khác thì mình nói là sao mình khiêng nhiều cái mình thử nhưng mà những bạn khác vẫn bình thường. Nhưng mà Linh Anh có cái cảm giác là bạn nó nhạy trong cái tình huống đó, nhưng mình cảm thấy là ok bạn này có thể mình tìm hiểu được, nhưng chỉ mới bắt đầu thôi, mình cũng chưa biết nó như thế nào. Em thích đi chơi, thích đến mấy cái chỗ mà giống như là ăn được mấy cái món của nó. Anh thì anh thích đi du lịch. Anh thích đi du lịch để giảm stress của hai đứa, để nó mệt mỏi. Đúng rồi. Anh thích như vậy. Còn em là từ đó tới giờ không đi một mình. Có nghĩa là cái gì em cũng phải đi hai. Để cả bản thân đi coi phim nha. Em coi phim là cái phim đó em rất thích đó. Nhưng mà rủ quá trời rủ luôn, không bạn nào đi hết. Không ai đi thì không ai không, đi. Em là không đi luôn. Không đi luôn, để luôn. Thì cái đó là em không có tự thưởng cho bản thân em. Cái đó em không biết em có nghĩa là không, em cái đó là em ích kỷ cho bản thân em. Tại vì em không có tự thoát ra bản thân em, giống như là ai không đi cái mình không đi luôn, như phim đó mình rất thích. Không, em không có nghĩa là những mấy cái chỗ đó em không thích ngồi một mình đó, có nghĩa là em thích ngồi kiểu như này, đang ngồi coi cái kế bên vẫn có thể nói chuyện chút. Còn anh thì anh lại thích nó một mình. Anh thích nhiều lúc á, hay là tại vì cái anh thế hệ 8X, anh thích nó một mình, anh thích được sự yên tĩnh, được sự nó bình yên vậy đó. Giống như anh stress không? Anh đi máy bay, anh đi ra ngoài Đà Lạt, anh kêu xe về khách sạn, đã phải ổng khách sạn nó ok tuyệt vời nha. Để anh check in cho đẹp, thiệt đẹp. Xong rồi anh thuê một bạn xe. Ủa, phải không? Ông Sơn nắm tay qua đường đồ ha. Nắm tay quá trời dữ, nắm tay anh Phúc. Ủa dữ vậy? Nó nhìn kìa. Nó nhìn kìa. Nhỏ em gái nó nhìn kìa. Thật sự là anh Phúc đốn trọn tim của Sơn khúc đó. Bởi vì anh rất là ga lăng, có những cái việc set up hết tất cả, nào là thảm, nào là than, lò nướng, thì cảm thấy ôi phải công nhận mấy anh rất rất là đàn ông. Thì mình cứ đúng theo chức năng của bản thân, là dựa dẫm vào những người cứng cỏi thì dựa dẫm vào anh Phúc là ok nhất. Nói về cha Thảo liền. Rồi công chúa xuống trước. Thank you. Người đã khiến tiếng em xuống. Người đã khiến tiếng em xuống. Chào hữu chứ. Đi vô. Anh sắp phục cho mấy kìa. Thôi. Làm cái gì? Rồi. Ở nhà làm cái gì? Mấy đứa em đi làm quần quật. Chị ở nhà chị đâu, đi nước trai. Chị ở nhà chị đâu, đi nước trai. Tại vì các em về ngay lúc đó chứ thực thôi, ra thôi, là... Thôi, cơ bản là định mệnh. Ông trời cho tụi em biết cái chuyện này. Chị không có giấu được ai. Ngày hôm nay, Khanh xung phong được chỗ tài nấu nướng cho cả nhà. Và ở trên tầng thượng, hai chàng trai là Phúc và Duy Anh đang ra sức tập luyện cơ bắp. Còn các thành viên khác thì đang so kè, thách đố nhau bằng những thử thách rất thú vị. Tối nay có tiệc thì mình làm cái gì ta? Thách, cho thách. Đội nào thắng sẽ thách ngược lại đội nào thua. Một hành động hay thử thách nào đó với bốn người còn lại. Tại vì cái trò này chỉ có bốn người biết thôi. Là bốn tụi mình biết thôi đúng không? Và sẽ thực hiện ngay trong tối nay nha. Rồi ok. Ok. Chơi ba trái nha. Ê, mỗi lần mà có cắt cược em dễ thua lắm. Thật sự thì ở cùng team bông cúc cho nên em không thể nào ra thử thách được cái việc ác này anh làm nha. Anh liệu hồn anh sao đó anh làm. Để anh đóng vai phản diện cho. Nói đi em có ngại. Cho Duy nha, sẽ là tối nay sẽ là nói trời yêu thương ngọt ngào với Khanh. Với anh Khanh đó. Ai? Duy á hả? Duy làm nha, rồi xong về đi chơi. Chỗ bé, em sợ gì bé? Một người thôi. Thôi, đâu có em, hai người mà. Có bước cùng hưởng với nạn con chia chứ. Trời. Con bé thì tặng cho anh Phúc một nụ hôn nồng cháy. Ồ, mà hôn đâu cũng được hả con má? Hôn má đi hả? Ê, tình là hôn chán thôi. Thôi hôn chán, tình mẫu tử lắm hả? Ok, chơi. Trời ơi, tự nhiên á. Không. Cảm thấy bữa nay là món ăn nó rất là ngon. Có vẻ như trong nhóm Hoa Cúc, Trọng là người đầu tiên sử dụng quyền hẹn hò riêng tư. Và người may mắn được viết tên trong giấy hẹn của Trọng là ai? T
đang đi đâu vậy? Đi chồng. Dạo. Nãy giờ làm bếp mệt rồi, ra đây dạo cho thoáng mát chút xíu vô ăn cơm chứ. Vậy hả? Trưa nay thì mình có nhận được một cái mật thư là mình phải chọn một bạn để nói chuyện riêng. Trong một khoảng thời gian ngắn thì mình đã chọn Duy Anh. Thật ra tại vì buổi sáng nay là Duy Anh là người chọn mình để mà nói chuyện riêng trong cái buổi làm quen ban đầu. Thì mình cảm giác tại vì cái buổi đó bạn chọn mình nhưng mà mình chưa có nhiều thời gian để mình nói nhiều hơn. Thì sau khi mình trải qua được một cái khoảng thời gian ngắn với nhau rồi á, thì mình có nảy sinh một số câu hỏi mình muốn hỏi thêm, cho nên mình muốn gặp lại bạn để mình hỏi cho nó đầy đủ. Chắc là cũng hết một ngày rồi. Có cảm tình hay là có cái ấn tượng ban đầu gì với ai chưa? Cũng có một chút tình cảm. Chỉ gọi là ấn tượng ban đầu thôi nha, chứ chồng không nói tình cảm gì nha. Tại vì cũng... À không, tình cảm ở đây là nó có nhiều nhiều cảm xúc mà, dạng như là mình thích. Sao né giống như tôi tấn công tới ở đây né là vậy? Đi cùng. Tại vì chồng thơm quá. Thiệt mà. Nãy giờ nấu ăn là thúi bớt rồi đó, không còn thơm. Yeah, tại vì Duy rất là ấn tượng, Duy rất là thích nước hoa, thích mùi thơm. Nên là người nào thơm thì mình hay, thì mình thích hưởng. Giờ còn thơm không? Nãy giờ nấu ăn là thơm mà. Còn hả? Gió nó thổi phiêu hướng này nè mới thơm. Nhớ tôi... nha mọi người ơi. Sao? Sao vậy? Ai thơm thì mới được lọt vô mắt xanh của bạn Duy Anh nha. Sự thật. Cũng may là sáng này là không phải chạy bộ hay gì đó. Tới là nó còn giữ nguyên mùi đó, chứ thôi phải hôi là không có cửa rồi. Đầu tiên luôn á, từ buổi sáng lần đầu tiên gặp chồng và lúc nói chuyện với chồng thì mình đã hửi thấy cái một mùi thơm rất là thơm luôn, cho đến lúc chiều sau khi mình đi làm về mà mình cùng đi dạo với chồng thì mình lại nghe được cái mùi thơm đó, nên rất ấn tượng luôn á. Thì mình cũng đang có một chút cảm tình, cảm thấy mến với bạn chồng. Bạn ấy rất là dễ thương, hiền lành, thơm. Ngày nay thấy ấn tượng với ai? Nói về ấn tượng thì nhiều người lắm, mỗi người có một cái ấn tượng riêng. Ví dụ cái người nói chuyện vui như Linh Anh thì mình sẽ ấn tượng về cái vui của Linh Anh. Còn cái sự xéo sắc của anh Khanh thì mình ấn tượng về cái đó. Với anh thì thứ nhất là mình chung công việc, thứ hai là cái cá tính mình cũng đâu đó, tại vì bình thường á tính chồng cũng khó, nhưng mà mình biết chuyển nó thành một cái sự nhẹ nhàng hơn để nói cho mọi người dễ chịu hơn. Với lại hồi chiều này lúc mà nấu ăn nói chuyện với anh Phúc á, là Duy Anh có nói một câu là thích ngực tấn công mong phòng thủ á, là lúc đó chồng đang đứng ở đó, là nhưng mà thật sự là ý gì vậy? Cái đó là sự thật mà. Vô Duy Anh thì Duy Anh cũng thích bạn nào mà sporty, thể thao gì đó, xong rồi cũng thích điều đó thật. Ừ, thích điều đó thật mà. Sau buổi sáng thì nói là thích dễ thương. Ủa thì khuôn mặt baby, body muscle. Thật mà. Đi. Thôi ngồi đi đi. Ngồi đi đi. Thích ngồi đây hả? Ừ. Mà chồng là một trong số ít người mà cũng quan tâm đến Duy Anh mà đến từng câu nói luôn á ha. Ừ, cũng có thể là vậy. Mà tại thì thường á chồng dễ bị nhớ là những cái nhỏ mà xung quanh mình á. Nếu vậy là chắc cũng sẽ thích yêu một người yêu rất là tâm lý, tỉ mỉ. Ừ. Đúng không? Ừ. Vậy nếu mà lỡ như là cái người yêu của mình mà họ lại không có được khéo léo á, rồi sao? Người mình thích đâu chồng phải không, là ai cũng không hoàn thiện đâu. Chồng không có đặt cái mục tiêu là phải hoàn thiện hay là phải thật sự tỉ mỉ hay gì hết. Chồng chỉ cần một người chịu lắng nghe, với lại mình cho mình cái cảm giác nó an toàn. Chứ còn mình đâu có thúc ép người khác phải làm như thế nào đâu. Cho nên mới có cuộc hẹn này. Là sao cái câu nói đó nó chưa có một cái Tại mình nói cho nó lan man ra cho mình có thể suy nghĩ được, tại vì mình không muốn nó quá rõ ràng. Hiểu rồi, thôi được. Cố tình cho nó lan man. Không một cách trực tiếp nhưng mà cũng là một cách gián tiếp cho mình biết là bạn ấy cũng có một cái sự ấn tượng riêng về bản thân mình. Mình cũng rất là cảm ơn về điều đó và mình cũng rất là vui khi mà cái người mà mình cũng đang có một cái cảm tình thì người đó cũng có cái sự cảm tình lại với mình, thì mình cũng rất là vui. Ý anh cũng thuộc tiếp là chỉ trả lời với cái người nào mà mình thấy cần trả lời, còn với cái người mà anh không muốn trả lời là anh sẽ không trả lời đâu. Nhiều khi người ta muốn tìm hiểu mình hay sao thì mình không cho. Ví dụ vậy. Trời ơi. Hiện tại, tại vì bây giờ mình ngoài sống thật, nếu mà mình thấy mình cần phải trả lời cho cái người mà mình muốn người đó biết thêm về mình thì mình mới trả lời. Ý là nãy giờ là hiểu rồi. Ừ. Nghe tiếng gì không? Tiếng thổn thức.
Ai kêu nó hay quá chi. Chắc sợ mọi người phải chờ mình đi, ăn cơm đi, đi. Vô. Ủa nhưng mà nhà Trọng là dân Sài Gòn hả? Người Tây á. Miền Tây. Trời, người ta mới tính vụ thôi hả? La khai ra miền Tây. Ủa bọn mình vậy là chung quê hả? Trọng quê An Giang mà. Ừ thì anh cũng quê ở miền Tây nhưng mà là Tây Nguyên, Gia Lai. Miền Tây Nguyên. Tây Nguyên. Tôi mới tính vụ đây là người Tây đây hả? Giờ đưa lên Tây Nguyên luôn. Gia Lai có nhiều cái thú vị lắm. Ờ. Chai phô núi. Đây là chai miền Tây má đỏ hay hay. Ừ. Má đỏ hay hay. Cưng cưng. Trong quá trình mà bạn nói chuyện với mình á thì mình thấy cũng có đặt tình cảm ở trong đó, trong cái lời nói của mình. Mình vẫn cảm thấy Duy Anh là một cái người khá là bụi bặm trong cái phong cách bên ngoài. Nhưng mà nội tâm bên trong của bạn á đâu đó cũng có cái sự bốc đồng, nhưng mà nó là một cái điều mà bạn phản ứng ngược lại với mọi người xung quanh thôi. Phản ứng tự nhiên thôi. Chứ nó không phải là bạn cố tình. Cho nên là mình thấy bạn rất là thẳng thắn. Sau cuộc hẹn, Duy Anh và Trọng đã có cho nhau nhiều hơn những sự cảm mến so với ban đầu. Còn cái nắm tay đầy bất ngờ của Phúc dường như đã đốn trọn trái tim của Linh Anh. Và với hai chàng trai là Phi và Khanh, giờ đây họ đang có cùng một mục tiêu theo đuổi, đó là Nhật Duy. Chuyện tình cảm của các thành viên Boys Love sẽ như thế nào khi sống chung với nhau trong những chuỗi ngày sắp tới? Hãy cùng theo dõi diễn biến hấp dẫn tiếp theo vào tập sau.